quận 11 nó biết khiếu nại hả? Không biết, nó kêu hả? Nó đang viết biên bản khiếu nại kìa. Thì nó viết thì nó viết em, nó nộp cho em, cứ nói cái này là 500. Lệ phí hả? Ờ. Lệ phí khiếu nại là 500 hả? Ờ. Em cứ nói là nếu mà khiếu nại là tốn phí á. Để em gọi anh bảo. Hình như 500 á. Em nhớ là 200. 500. Còn cái đội đa nhiệm mà chắc xử hết, nó thua hết luôn rồi đó. Lội lại khỏi giải luôn á. Từ lên Khánh.